Chào mừng các bạn đến với kênh Postcard của Sàn Kế Toán. Hôm nay ngày 10 tháng 6 2023, chúng tôi xin gửi tới các bạn một chủ đề liên quan tới không kê khai hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra. Kê khai hóa đơn đầu vào và đầu ra là những nghiệp vụ quan trọng của doanh nghiệp. Vậy nếu doanh nghiệp không kê khai hóa đơn đầu vào hoặc không kê khai hóa đơn đầu ra sẽ chịu mức phạt như thế nào, quy định ra sao? Thứ nhất, chúng ta cùng tìm hiểu không kê khai hóa đơn đầu vào có được không? Doanh nghiệp sẽ bị mất quyền lợi khi không kê khai hóa đơn đầu vào. Hóa đơn đầu vào được hiểu đơn giản là loại hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ của các đơn vị kinh doanh. Căn cứ vào Điều 15 Thông tư 219/2013 TT-BTC, các hóa đơn đầu vào muốn được khấu trừ thì phải đáp ứng các yêu cầu sau. Phải có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa dịch vụ mua vào. Đối với các hàng hóa dịch vụ mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Và một điều hiển nhiên là các hóa đơn đầu vào chỉ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng khi đơn vị kinh doanh có tiến hành kê khai. Như vậy, việc không kê khai hóa đơn đầu vào trước hết sẽ ảnh hưởng đến chính quyền lợi của doanh nghiệp, khiến các hóa đơn đầu vào không được hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Thứ hai, một số rủi ro có thể gặp phải khi doanh nghiệp không kê khai hóa đơn đầu vào. Thứ nhất, trường hợp khi cơ quan thuế có tiến hành thanh kiểm tra, nếu đơn vị kinh doanh không thể xuất trình chứng minh được hóa đơn đầu vào cho các hàng hóa dịch vụ đã mua, thì đơn vị kinh doanh sẽ bị xử phạt vi phạm làm mất hóa đơn. Thứ hai, trường hợp các đơn vị kinh doanh không kê khai hóa đơn đầu vào, nếu bị cơ quan thuế chứng minh được đây là hành động nhằm mục đích trốn doanh thu, thì đơn vị kinh doanh sẽ phải chịu xử phạt vi phạm trốn thuế. Như vậy, các đơn vị kinh doanh nên tiến hành kê khai thuế với các hóa đơn đầu vào. Đây là việc làm vừa gia tăng lợi ích của doanh nghiệp, vừa cho thấy sự tuân thủ nghiêm chỉnh quy định pháp luật. 3. Không kê khai hóa đơn đầu vào có được không? Dù không có quy định bắt buộc kê khai hóa đơn đầu vào cho doanh nghiệp, có hóa đơn đầu vào nhưng không kê khai không phải là hành vi trái pháp luật. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, nếu không kê khai hóa đơn đầu vào sẽ khiến doanh nghiệp gặp nhiều rủi ro không đáng có. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng nếu không kê khai hóa đơn đầu vào. Nếu doanh nghiệp không muốn thực hiện kê khai hóa đơn đầu vào, nên giữ lại đầy đủ các hóa đơn. Trường hợp các đơn vị kinh doanh không kê khai hóa đơn đầu vào, khi cơ quan thuế kiểm tra không thể xuất trình chứng minh hóa đơn mua hàng, thì sẽ phải chịu xử phạt với hành vi vi phạm mất hóa đơn. Doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn đầu vào sẽ bị xử phạt mất hóa đơn. Căn cứ Điều 26 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, các hành vi vi phạm là mất, cháy, hỏng hóa đơn, tùy mức độ vi phạm sẽ phải chịu các mức xử phạt sau. Thứ nhất, phạt cảnh cáo. Hình phạt này áp dụng với các hành vi vi phạm sau: hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, trừ liên giao cho khách hàng trong quá trình sử dụng, đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ. Hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, sai, đã xóa bỏ và người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho hóa đơn lập sai, xóa bỏ này. 2. Phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Hình phạt này áp dụng với các hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, liên giao cho khách hàng. Trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ. Lưu ý rằng, trường hợp này thì người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc. Tiếp theo, quy định về xử phạt khi doanh nghiệp không kê khai hóa đơn đầu ra. 1. Quy định về kê khai thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng hay thuế VAT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng, được quy định tại Điều 2 Luật số 13/2008/QH12. Về bản chất, thuế giá trị gia tăng do người tiêu dùng cuối cùng chịu. Doanh nghiệp cung cấp hàng hóa dịch vụ, đại diện nộp thuế vào ngân sách nhà nước thay cho người tiêu dùng thông qua việc cộng thuế vào giá bán mà người tiêu dùng phải thanh toán khi mua hàng hóa dịch vụ.
Căn cứ theo quy định tại Điều 42 Luật Quản lý thuế 2019 về nguyên tắc khai thuế, tính thuế quy định. 1. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế. 2. Người nộp thuế tự tính số tiền thuế phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện theo quy định của Chính phủ. Tại khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định kê khai với hóa đơn đầu vào như sau. Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai khấu trừ bị sai sót thì được kê khai khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. Như vậy không kê khai hóa đơn đầu ra sẽ làm sai lệch kết quả của kê khai thuế và làm giảm số thuế phải nộp. Hành vi này dẫn đến vi phạm quy luật của Luật Quản lý thuế, Luật thuế giá trị gia tăng khi phát hiện doanh nghiệp sẽ bị phạt theo quy định. 2. Mức phạt không kê khai hóa đơn đầu ra để trốn thuế. Nộp thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, vì lợi ích trước mắt, nhiều doanh nghiệp vẫn trốn thuế gây sụt giảm nguồn ngân sách nhà nước. Hành vi trốn thuế là vi phạm quy định của pháp luật, căn cứ vào từng trường hợp. Cụ thể, mức phạt về hành vi không kê khai hóa đơn đầu ra để trốn thuế cũng khác nhau. 1. Mức phạt khi không kê khai hóa đơn đầu ra. Không kê khai hóa đơn đầu ra trong các trường hợp khác nhau sẽ xử phạt khác nhau. 1. Trường hợp không lập hóa đơn đầu ra. Căn cứ theo khoản 5 Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10, 2020 quy định mức phạt về việc không lập hóa đơn như sau. Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với các hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ cho người mua theo quy định, trừ hành vi không lập hóa đơn đối với các hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại quảng cáo hàng mẫu. Không lập hóa đơn đối với hàng hóa dịch vụ dùng để cho biếu tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động. 2. Trường hợp phạt trốn thuế. Căn cứ theo quy định tại Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về mức xử phạt hành vi trốn thuế đối với trường hợp không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, không khai, khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế hoặc không lập hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ như sau. Phạt tiền một lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên. Phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế mà không có tình tiết tăng nặng giảm nhẹ. Phạt tiền 2 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế mà có một tình tiết tăng nặng. Phạt tiền 2,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế có hai tình tiết tăng nặng. Phạt tiền 3 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ 3 tình tiết tăng nặng trở lên. Bên cạnh các mức phạt trên theo Điều 200 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017, mức phạt với tội trốn thuế đối với pháp nhân thương mại có thể lên tới 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Mức phạt có thể cao hơn nếu phạm tội có tổ chức, tái phạm nhiều lần và có thể bị đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 3 năm. 2. Các biện pháp khắc phục hậu quả không kê khai hóa đơn để trốn thuế. Khi thanh tra kiểm tra phát hiện việc không kê khai hóa đơn đầu ra nhằm trốn thuế, ngoài các khoản phạt, doanh nghiệp đơn vị vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Cụ thể theo quy định tại khoản 6 Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP nêu rõ, doanh nghiệp vi phạm buộc nộp đủ số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước đối với các hành vi vi phạm quy định không kê khai hóa đơn đầu ra để trốn thuế. Trường hợp hành vi trốn thuế đã quá thời hiệu xử phạt thì doanh nghiệp không bị xử phạt về hành vi trốn thuế nhưng phải nộp đủ số tiền thuế trốn, tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước theo thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 8 nghị định này. Doanh nghiệp vi phạm buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ trên hồ sơ thuế nếu có.
như vậy không kê khai hóa đơn đầu ra để trốn thuế giá trị gia tăng khi bị cơ quan thuế hoặc các cơ quan có thẩm quyền phát hiện sẽ bị phạt theo quy định. Do đó, doanh nghiệp cần lưu ý kê khai đúng đủ trung thực hóa đơn đầu ra để tránh các rủi ro cho doanh nghiệp. Trên đây, Sàn Kế Toán đã chia sẻ với các bạn về chủ đề không kê khai hóa đơn đầu ra, không kê khai hóa đơn đầu vào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay của Sàn Kế Toán. Hẹn gặp lại các bạn ở những podcast tiếp theo. Sàn Kế Toán liên tục sản xuất các bài podcast về cách xử lý các tình huống kế toán hay gặp, được xây dựng bởi các kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm. Để nghe đầy đủ và nhận thông báo bài podcast mới nhất, mời bạn tải ứng dụng Sàn Kế Toán, tìm việc làm kế toán ở trên chợ ứng dụng CH Play đối với máy Android hoặc App Store đối với máy iPhone. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài podcast gần nhất trên ứng dụng Sàn Kế Toán, nền tảng công nghệ tuyển dụng kế toán hàng đầu Việt Nam với hàng nghìn công việc kế toán, các bài trắc nghiệm kế toán, diễn đàn kế toán, phân tích các thông tư nghị định mới nhất. Sàn Kế Toán nâng tầm giá trị kế toán, đồng hành cùng doanh nghiệp.